Vậy là Penthouse 2 đã chính thức khép lại sau gần 2 tháng khiến khán giả mất ăn mất ngủ với một kết cục bi thảm cho tất cả. Sau hai phần tung hoành, hãm hại hết người này đến người khác, phe phản diện cuối cùng cũng bị kết án, chịu tội những gì đã gây ra. Đứng trước phiên tòa, những tội danh của Joo Dante do Ki-jun đóng, Jeon Seo-jin do Kim So-yeon đóng và các thành viên khác của hội Hera đã bị chính thức phơi bày ra ánh sáng. Theo đó, đôi bạn thân ai nấy lo Kang Mari do Shin Yong-kyung đóng và Go Sang-a do Jun Joo-hee đóng sẽ đưa tay đây nào vào tù cùng nhau bạn nhé trong vòng 1 năm 6 tháng. Bác sĩ Ha do Jun Dong-hoon đóng và luật sư Lee Kyung-jin do Bong Tae-gyu đóng bị kết án 2 năm tù. Các tội danh mà họ phải chịu đa phần là giống nhau, lần lượt là đồng phạm giấu sát Michiona, gian dựng hiện trường và giao dịch tiền trái phép. Oh Yun-hee do Oh Gene đóng, dù là người ra tay trực tiếp sát hại Shuna, nhưng nhờ Su-ryeon, cô đã được giảm xuống còn 3 năm tù. Cô giáo Jeon Seo-jin từ một giọng ca xuất chúng trở thành tử tù 7 năm với những tội danh như trên, nhưng thêm vào đó là tạo bằng chứng giả, tra tấn nạn nhân trước khi chết. Tuy nhiên, những gì mà Seo-jin làm với cha ruột vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng, và nếu bị phanh phui trong Penthouse 3, cô hứa hẹn sẽ ở tù dài dài. Đáng nói nhất chính là Joo Dante, người mà chính chủ tọa cũng cảm thấy khá mệt khi đọc danh sách tội danh, đã bị kết án chung thân, chính thức sống mọt công trong tù. Nhưng có vẻ như bằng một cách nào đó, hắn đã trốn tù và hại Logan ở đoàn kết. Những tội danh mà Dante làm không chỉ gói gọn trong vụ phi tang sát Sione, mà còn giết Ekio, mua chuộc các ông to mặt lớn, chơi trội đốt nhà nạn nhân. Quá thật, chung thân vẫn còn rất nhẹ so với Dante. Còn mình Su-ryeon do Lygia đóng trở lại với vai trò chủ nhân Penthouse khi mà cái chết của con gái cuối cùng cũng sáng tỏ. Tướng đầu Su-ryeon do Park Eun-seok đóng sẽ hạnh phúc, nào ngờ Logan Lee lại chết ngay trước mặt cô trong một vụ nổ bom mà kẻ đáng nghi nhất chính là anh trai của Logan. Song hành cùng rất hot của Penthouse 2 là những lời bàn tán sôi nổi xung quanh chuyện phim. Bên cạnh các diễn biến hấp dẫn, ít ai biết rằng bộ phim còn mang những hình ảnh ấn dụ sâu sắc. Ngoài ra, mô thuyết và nhân vật của phim cũng được biên kịch xây dựng chỉnh chu. Joo Dante không hoàn toàn là nhân vật hư cấu. Ít ai biết, dường như nhân vật này được lấy cảm hứng từ nhà thờ vĩ đại nhất Đức Ý, Dante Alighieri. Không riêng gì nhân vật trùm ác ma Joo Dante, có thể mô típ của 3 phần phim Penthouse được lấy cảm hứng từ thần khúc Dante của đại thi hào Dante Alighieri. Thần khúc Dante được xếp vào hàng những bản trường ca ưu việt của nền văn học Ý và là một trong những bản trường ca nổi tiếng nhất thế giới. Tác phẩm được chia làm 3 phần: Hỏa ngục, Inferno, Tỉnh ngục, Purgatorio và Thiên đường, Paradiso. Khả năng cao, biên kịch Kim Soo-ok đã xây dựng mô típ 3 phần phim Penthouse dựa trên 3 phần của tác phẩm này. Hỏa ngục xoay quanh tội lỗi của 9 tầng địa ngục, tượng trưng cho sự gia tăng của tội lỗi và sự đồi bại. Các tầng địa ngục xoay quanh các tội lỗi tiêu biểu như nhục dục, tham lam, thịnh nộ, bạo lực, gian trá, phản bội. Đây cũng là các tình tiết được khắc họa ở phần đầu của Penthouse tương ứng với các tính cách của dàn nhân vật trong phim. Tỉnh ngục thể hiện không khí trầm lặng trong sự suy tư sám hối, chứ không khủng khiếp như ở địa ngục. Tương ứng với Penthouse 2 là sự trả thù của phe chính diện, song hành cùng lòng ăn năn, hối lỗi của phái phản diện. Hai nhân vật thể hiện sự sám hối rõ rệt nhất ở Penthouse 2 là Oh Jun-hee, Oh Gene và Jeon Seo-jin, Kim So-yeon. Thiên đường gồm 9 tầng, mỗi tầng dành cho một loại người đã được Thượng Đế tuyển chọn. Dante và Beatrice là nhân vật chính của tác phẩm. Ở thiên đường, họ đã gặp nhau và Beatrice muốn cứu vớt tâm hồn Dante vì từ khi nàng mất, chàng đã phạm phải nhiều lỗi lầm khó chấp nhận. Dante cũng thú nhận tội lỗi của mình. Tương tự với Penthouse 2, Joo Dante cũng đã phạm phải nhiều tội tày trời kể từ khi bà cả Su-ryeon qua đời. Về mặt cấu trúc, trong khi hỏa ngục và tỉnh ngục được kết cấu xoay quanh phân loại tội lỗi, thì thiên đường dựa trên 4 đức hạnh chính theo quan niệm Thiên Chúa Giáo: thận trọng, công bằng, kiềm chế, can đảm, và 3 đức hạnh theo quan niệm thần học: đức tin, hy vọng và tình yêu. Liệu mô típ phần 3 của Penthouse có mang đến phần phim sáng sủa và ấm áp hơn như tác phẩm này không?